Hơn một tuần qua, thì hàng chục nghìn học sinh ở vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi đã phải nghỉ học để tránh lũ. Nhiều trường học tại địa phương này bị ngập sâu trong nước. Và ngay khi cơn lũ đi qua, thì các địa phương vùng lũ đã huy động lực lượng về các điểm trường ngập lũ để dọn dẹp bùn đất, giúp cho học sinh có thể trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Ngay khi nước rút, bùn đất phủ kín khắp mọi nơi ở trường trung học cơ sở Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành. Toàn bộ giáo viên và các em học sinh được huy động để chung tay dọn dẹp bùn đất một cách nhanh nhất. Lượng bùn này mà nếu không dọn kịp thời thì nó sẽ cái dính, hay hoặc là nó đổ xuống cái cống rút thì nó sẽ làm ngạt cống, gây khó khăn cho trường, sẽ ngập nước khi mưa lớn. Chính vì vậy mà phải tranh thủ dọn và nhờ các lực lượng hỗ trợ để kịp thời dọn cho sạch cái sân trường, rửa bàn ghế để kịp là thứ hai đánh các em nó vào học để kịp thời sau lũ kéo dài. Nhiều ngôi trường đã thoát lũ nhưng việc khắc phục các phòng học gặp không ít khó khăn. Lực lượng vũ trang ở các địa phương đã được huy động tối đa để hỗ trợ các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Là từ đầu tháng 12 đến giờ là học sinh đã nghỉ, mà cộng lại thì cả nghỉ cả gần hai tuần học rồi. Nhà trường cũng cố gắng là làm sao cho các em kịp thời trong vấn đề đảm bảo cái thời lượng chương trình mà các em đã bị mất trong những ngày mưa lũ. Cử cán bộ chiến sĩ giúp dân từ hồi 8 giờ đến giờ mà các đồng chí thấy vẫn chưa xong. Sang điểm này là chúng tôi sẽ đi các cái điểm khác nữa. Mưa lũ lớn đã làm cho việc dạy và học ở các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng rất lớn. Việc khắc phục trường lớp đang được các địa phương và các lực lượng xung kích khẩn trương tiến hành để đầu tuần tới toàn bộ học sinh vùng lũ có thể trở lại học tập bình thường.